trở lại của Việt Nam thì nó có một loạt các vấn đề mà tôi sẽ phân tích ngày sau, trong đó là tăng trưởng về sản xuất công nghiệp tăng, đúng không, sản xuất của xuất khẩu cũng tăng lên. Thế nhưng cái đấy tăng này nó cái đặc điểm chính là nó có thể thấy là nó đến rất nhiều từ cái khu vực doanh nghiệp nước ngoài, và đặc biệt là ở đây là trường hợp của Samsung, đúng không? Thì tình hình của doanh nghiệp khi mà tôi theo dõi thì thấy là cái lượng lao động của Việt Nam hiện nay là tạo ra việc làm mới và đang giảm xuống, cái số lượng lao động trong các ngành giảm xuống. Mà để phân tích kỹ sâu hơn thì tôi biết rằng cái khu vực mà tạo ra việc làm nhiều nhất của Việt Nam là chính là khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nội địa ngoài quốc doanh. Thế thì chúng tôi một sẻ phân tích thì thấy rằng là bản thân là cái lượng lao động sử dụng của thu này đi giảm xuống, cho nó kéo cho cả cái lượng lao động là cái tạo việc làm mới của nền kinh tế là giảm xuống. Bây giờ xuất hiện cái hiện tượng hiện nay, tức là tăng trưởng kinh tế thì cũng vẫn cố gắng giữ ở mức duy trì ở mức cao. Thế nhưng mà nhìn vào bản chất và phía sâu bên trong thì lượng tạo việc làm mới thì không đến từ khu vực doanh nghiệp ở trong nước. Đây là một cái bằng chứng chúng tôi cho rằng là cái tăng trưởng kinh tế nó đến về số lượng như vậy, nhưng đến chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp nước ngoài và khu vực sản xuất chế biến nước ngoài, đặc biệt là trong đó cũng là cái tốc độ tăng trưởng của Samsung quyết định rất là nhiều. Đấy là như vậy. Thì cái thực chất đến từ trong khu vực doanh nghiệp ở trong nước là chưa được xuất hiện, chưa được thực sự như vậy.